Vâng, xin cảm ơn quý vị đại biểu. Xin kính chào tất cả quý vị. Và tôi có thể thấy tất cả quý vị ngồi đây thì 90% là chị em phụ nữ có mặt trong khán phòng này. Và tôi sẽ làm ở đây, tức là tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi về siêu âm 3D và bệnh viện. Và tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái cách sử dụng như thế nào. Thứ nhất, bệnh nhân kỳ vọng cái gì từ việc thăm khám siêu âm? Và tôi không biết là ở Việt Nam các bạn có tương tự như vậy hay không, nhưng đây chính là cái điều mà chúng ta có thể kỳ vọng ở một quốc gia châu Âu. Thứ nhất là bà mẹ muốn thấy tất cả mọi thứ, trong lúc là ông chồng lại ngồi rút điện thoại thông minh ra, không cần xin phép xin tắc gì hết, quay màn hình luôn. Thứ hai, bà mẹ là muốn được báo cho biết là con mình là ngon lành, không có dị tật gì hết. Và bà mẹ cũng sẽ hỏi luôn là giới tính của thai nhi là cái gì. Ngày nay ngày càng nhiều cái nhu cầu là về để biết về giới tính, và bà mẹ cũng muốn có được cái hình ảnh 3D của cái thai. Và đây là vấn đề, tại vì nếu mà mình không xuất ra được hình ảnh 3D đó thì mẹ rất là bực bội. Mục tiêu của chúng ta không phải là chỉ có cung cấp hình ảnh không, mà nó phải là hình ảnh dùng được, thấy được rõ, và dĩ nhiên là phục vụ luôn cả cái công tác thăm khám y khoa. Và khi mà chúng ta thấy nói về siêu âm các bà mẹ có thai nhi thì chúng ta phải làm theo cái guideline của ISO, và chúng ta phải thực hiện đầy đủ cái hướng dẫn đó. Siêu âm 3D không phải là mới, đây là một trong những cái mẫu máy đầu tiên, thế hệ đầu tiên của 3D, hơn 50 năm trước, sử dụng trong thực hành lâm sàng hàng ngày thì không được đâu, bởi vì nó quá to, quá lớn. Và cái ý tưởng siêu âm 3D đó là từ một cái lực quẹt là để chúng ta có cái volume đầu tiên, và chúng ta chỉ có thể làm được điều đó dựa trên nhiều cái bệnh viện khác nhau, nhiều cái mặt phẳng khác nhau, để từ đó kết xuất ra hình ảnh. Và các bạn có thể thấy theo dòng thời gian ở đây, cái tiến trình cải thiện rất là tốt khi mà kết xuất bề mặt hơn 30 năm, từ cái hình ảnh đầu tiên năm 90 cho tới cái hình ảnh hiện nay như thế này. Vậy thì tại sao chúng ta phải dùng kỹ thuật 3D? Thứ nhất, nó rất là có lợi trong việc tầm soát. Như tôi đã chia sẻ với tất cả các bạn quý đồng nghiệp, là chúng ta có thể ứng dụng trong công tác tầm soát, đặc biệt là gương mặt, tứ chi, và cũng như là hình ảnh tổng quan của thai nhi. Và đây chính là cái yếu tố rất là quan trọng trong cái bài giảng trong ngày hôm nay, cái bài giảng cuối cùng của tôi, đó là về bộ xương. Và đặc biệt là khi mà chúng ta có những cái hình ảnh minh họa, thông tin đầy đủ, nó dễ giải thích hơn với hình ảnh 3D. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể di chuyển volume để mà có được cái hình ảnh rõ, với nhiều thông tin hơn, để hiểu rõ hơn về 2D. Vậy thì bây giờ tôi so sánh siêu âm 3D với lại một cái con dao kiểu thụy sĩ á, thì chúng ta thấy là nó có thể thực hiện rất rất là nhiều các cái mục đích khác nhau. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải biết là sử dụng nó để làm mục đích gì, và khi nào mình dùng nó để có cái gì. Và khi mà nhìn vào đây, chúng ta thấy khá là phức tạp. Vậy thì làm sao chúng ta có được cái hình ảnh 3D tốt nhất? Đầu tiên, chúng ta cần phải có cái hình ảnh 2D căn bản trước. Cái hình 2D đầu tiên là cơ bản tốt rồi đã. Nếu mà nó không tốt thì 3D không khó mà tốt được. Và cái bước đầu tiên đó là chúng ta phải có được cái hình ảnh, và chúng ta sử dụng 3D, 4D hoặc là stick đều được, hoặc là chúng ta có thể sử dụng kết hợp với cả Doppler hay không. Và để mà có được volume hoàn chỉnh, chúng ta có thể thực hiện hai chiều bên trong, và chúng ta có thể sử dụng cái chế độ kết xuất bề mặt hoặc là transparency. Chúng ta cũng có thể dùng các cái công cụ khác. Thứ nhất, ở cái bước tiếp nhận, chúng ta chỉ cần một lần quét và chúng ta có được một volume, đó là 3D. Còn 4D là chúng ta quét liên tục.
để chúng ta có ra được cái dạng video như thế này, cái thước phim như thế này, và luôn là chúng ta thấy với cái chất lượng IS thì nó thể hiện được đầy đủ. Và chúng ta cũng có cái kỹ thuật stick. Cái này là cái thủ thuật áp dụng chủ yếu cho phần siêu âm tim. Và khi mà các bạn có được volume rồi, thì sau đó các bạn có thể xem xét bên trong volume. Chúng ta sử dụng 2D ảo với chế độ multi-plan đa kế hoạch hoặc là omni-view, chế độ xem tổng thể. Và với chế độ omni-view thì chúng ta cần phải đi vào bên trong volume để nhận được cái hình ảnh. Và chúng ta có các cái chế độ cân số khác nhau, dạng texture, dạng HD Live và dạng HD Live Studio. Và khi mà chúng ta dùng các cái mode này, cái chế độ này, chúng ta có thể kết hợp với cả Doppler màu và không màu. Và chúng ta cũng có thể dùng cái dạng là hình, dạng hình bóng trong suốt, dạng tối đa, dạng tối thiểu và dạng đảo ngược. Và ở đây chúng ta cũng có một cái chế độ mới, nó giúp chúng ta cải thiện cái chế độ hình bóng ở cái tầm là 18 tuần tuổi thai. Và đó là khi mà chúng ta chuyển đổi sang cái chế độ này, cái mode này, chúng ta sẽ thấy nó trong suốt. Và đây là hình ảnh 22 tuần. Tôi thích dùng cái này bởi vì chúng ta có thể thấy toàn bộ hình ảnh thai nhi. Và sau này thì rất là khó thấy. Còn cái thời điểm tuần thai, thời điểm thai nhi 22 tuần tuổi này thì dễ thấy hơn, sau này nó lớn hơn. Và ok, đây là cái hình ảnh bàn tay 22 tuần. Và chúng ta thấy đây là cái kỹ thuật magic cut, cắt ảo thuật magic cut. Chúng ta có thể cắt dựa theo bất kỳ cái màu sắc nào, ở màu xám, hoặc là trong trường hợp này chúng ta chỉ cắt chọn hình ảnh thôi. Và đây là cái kết quả. Và chúng ta cũng có cả hình ảnh vô can. Và các bạn cũng có thể sử dụng cho cả các phần ABC. Và với việc đánh giá volume thì luôn luôn là thực hiện trước 20 tuần, bởi vì nếu không thì sau này cái nhau thai nó lớn quá và các bạn không thể thu hết vào trong volume của mình. Vậy thì chúng ta sẽ để chế độ bề mặt có hình ảnh bên ngoài. Còn nếu mà các bạn muốn khảo sát khung xương thì chúng ta sẽ dùng chế độ maximum, độ tối đa. Và nếu mà chúng ta muốn khảo sát tứ chi, chúng ta sẽ dùng cái chế độ bề mặt. Và các bạn cũng có thể dùng chế độ xương để thấy được xương bên trong. Nhưng mà đối với chế độ bề mặt, các bạn luôn luôn cần phải có nước ối ở cái phần trước của em bé. Và ở đây chúng ta có thể có được volume toàn diện và cắt vào bên trong để có được các cái hình ảnh chi tiết hơn. Vùng bụng thì các bạn có thể có cái cắt vào bên trong để có cái chế độ nhìn multi-plan. Và ở đây chúng ta cũng thấy chế độ hình bóng, có quan sát được ruột bên trong. Đối với xương sống, chúng ta sẽ dùng chế độ skeleton xương. Và các bạn sẽ thấy chi tiết hơn trong cái bài giảng của tôi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta cũng có thể dùng các cái chế độ xem khác với chế độ hình bóng. Đối với tim, cách ta tốt nhất là chúng ta dùng phương pháp stick, và từ stick chúng ta sẽ chuyển sang chế độ trắng đen hoặc là màu Doppler. Gương mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các cái phần khác nhau. Gương mặt đây chính là hình ảnh mà chúng ta có thể kích xuất được từ bề mặt rất là rõ. Nó hay nhất, rõ nhất khi mà các bạn thực hiện trong cái tuần thời điểm là 25-26 tuần tuổi, bởi vì nó không phải là quá nhỏ. Nhưng mà sau này trong thai kỳ thì nó khó hơn nhiều, bởi vì nó có nhiều cái cản trở. Và cái hình ảnh này nó rất là sát với thực tế. Chúng ta có thể quan sát em bé tại thời điểm 32 tuần và sau khi sinh.
4D có nghĩa là 3D theo thời gian thực, chúng ta có thể thấy và nó tùy theo cái đầu dò mà các bạn dùng. Nếu mà các bạn dùng cái đầu cơ chuẩn thì cái chất lượng nó tối đa là khoảng 3.5 volume hexagon. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái đầu dò hiện đại hơn nó sẽ tốt hơn cho các bạn, bởi vì cái volume nó rõ hơn. Và đây là cái vấn đề, bởi vì khi mà các bạn giúp thăm khám cho các bà mẹ ở châu Âu thì họ luôn luôn là muốn thấy hình ảnh con của họ, và đôi khi đó lại bị cái dây nhau nó vướng, nó quấn quanh như thế này. Và khi mà cái dây nhau mà nó gần mặt thì bà mẹ sợ đó là cái dây nhau nó sẽ thích cổ em bé. Nhưng mà đây không phải là vấn đề, chúng ta cần giải thích cho các bà mẹ hiểu rõ đây không phải là vấn đề. Đây là em bé, đây không phải là râu đâu nha, đây chỉ là cái phần dây nhau mà nó nằm gần lên gương mặt. Và đây là trường hợp dị dạng gương mặt. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai bài giảng đi sâu vào phần này. Và dĩ nhiên nếu mà các bạn muốn khảo sát kỹ phần gương mặt để kiểm tra xem có bị sức môi hở hàm ếch hay không, thì đây là cái hình ảnh đứng dọc tốt nhất để các bạn có được cái hình ảnh ở phần dưới và hình chụp cắt ngang, để chúng ta thấy được, xác định xem cái phần môi và cái phần ngạc. Và đây là hình ảnh mà chúng ta thu được trong trường hợp là sức môi hở hàm ếch. Và sáng ngày hôm nay tôi sẽ đi sâu hơn. Nói về não thì đây là cái mà chúng ta cần phải làm. Trong cái tam cá nguyệt thứ hai, chúng ta có thể có được hình ảnh hệ chiều dọc ở đây và cắt ngang ở đây. Chúng ta không cần phải xây dựng thành một cái hình ảnh làm tập hồ sơ theo quy định, nhưng mà tôi thì tôi luôn luôn làm để có được cái hình ảnh và thông tin đầy đủ. Và các bạn nhìn vào đây, từ cái vị trí này chúng ta có thể thấy được thấy chai, và chúng ta có thể di chuyển cái đầu dò để thấy được rõ hơn. Và đôi khi là chúng ta khó có được cái hình ảnh chi tiết, và đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì chúng ta không có di chuyển thai nhi nhiều. Và đây là cái cách chúng ta làm. Chúng ta cho cái khung bao bọc trọn vẹn cái khu vực đầu và chúng ta di chuyển. Và sau khi làm xong thì tự động là ở các cái mặt phẳng khác nhau chúng ta có được hình ảnh. Và khi kết thúc, chúng ta cũng sẽ có được các cái kích thước đo chính xác của não bên trong, và nó thực hiện một cách tự động và nó hỗ trợ chúng ta rất là hiệu quả. Giúp cho chúng ta thật sự là luôn luôn chúng ta có thể dùng tay di chuyển thai nhi trong bụng mẹ để mà chúng ta có được cái hình ảnh rõ hơn. Và trong trường hợp mà dị dạng, chúng ta có thể dùng chế độ kết xuất 3D để thấy rõ hơn. Và chúng ta cần phải minh họa đầy đủ để cho mọi người bác mẹ thấy. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái chế độ xem xương, skeleton, và xương sọ. Và đây chính là cái chúng ta có thể thu được với cái chế độ kết xuất mới, được gọi là chế độ COS, chế độ hình bóng. Nó rất là đẹp bởi vì nó giúp cho chúng ta thấy được, trình bày được khung xương. Đối với vùng bụng thì không có kết xuất 3D quá nhiều. Đây trong trường hợp mà CT thì chúng ta sẽ có được cái hình ảnh ở đây. Và với cái kỹ thuật máy chụp cắt, tôi sẽ cắt riêng cái phần này và các bạn có thể thấy hình ảnh của gan. Và việc mà chúng ta làm ở đây đó là chúng ta kiểm tra cái phần màu đen, và sau đó chúng ta kết xuất ra và có được cái hình ảnh tương ứng ở đây. Và ở đây, trong trường hợp mà tình trạng
dạ dày có vấn đề. Đây là tình trạng da cổ trướng, và các bạn có thể thấy trong cái hình ảnh bình thường của thai lúc 20 tuần. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là cái đường ruột, và nó được thu được hình ảnh này vào khoảng 20 tuần. Và đây là cái tình trạng mà nứt dạ dày, và với cái chế độ hình bóng các bạn có thể thấy được cái mô mềm. Trong bụng thì đây là trong trường hợp mà chúng ta thấy có nước thật ứ nước, và các bạn thấy cả bàng quang. Trong vùng bụng thì các bạn cũng có thể có được các hình ảnh rất là rõ ràng ở đây. Và sau khi kích xuất 3D, chúng ta thấy rõ hơn, quan trọng hơn, đó là chúng ta có thể thực hiện đo được volume và sử dụng cả các chế độ đứng dọc để mà nhìn hình ảnh và có được hình ảnh rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể sử dụng kích xuất 3D để quan sát tư chi. Và đôi khi là nó cũng khó, chúng ta phải chuyển sang chế độ skeleton, chế độ xem xương, để mới thấy rõ được. Về tim thì các bạn cần phải sử dụng một cái công cụ rất là cụ thể. Ở đây đó là stick. Trong lúc mà tiếp nhận hình ảnh, tôi luôn luôn chọn khoảng ở cái góc là 12 Saigon. Và mình sẽ có một volume của tim với một chu kỳ tim. Rồi sau đó chúng ta có thể di chuyển tiếp tục bên trong và thực hiện các cái chế độ kích xuất khác nhau để có hình ảnh. Và đây là chế độ COS hình bóng. Và tôi chuyển ánh sáng ra phía sau. Và tôi không có dùng nhiều cái chế độ tối thiểu. Nhưng mà khi mà kết hợp với màu Doppler, chúng ta thấy hình ảnh ra nó rất là đẹp. Okay. Và bên này thì các bạn thấy là chúng ta thấy cái van nó mở đóng rất là đều. Đây là trong trường hợp dị dạng tim. Chúng ta thấy có tình trạng đông máu trong động mạch. Và ở bên trái các bạn thấy có dị dạng. Thế thì đây là trường hợp mà các bạn có thể làm để chẩn đoán bằng hình ảnh cho nó rõ. Nhưng cái mà các bạn có thể làm là các bạn có thể thực hiện chế độ offline, rồi sau đó lưu lại, và sau này chúng ta làm trên hình ảnh offline sau. Và đây là cái mà tôi chia sẻ với các bạn, chúng ta dùng như thế nào là như thế nào. Trong trường hợp cái ven có màu hoặc là không màu. Và với cái tĩnh mạch cỡ bên này, chúng ta có thể thấy cái tĩnh mạch dưới. Và đây là trường hợp mà chúng ta giãn tĩnh mạch nhau thai. Và các bạn có thể thực hiện việc chẩn đoán bằng siêu âm 2 chiều, nhưng với siêu âm 3 chiều thì chúng ta có được nhiều thông tin hơn. Và trong trường hợp này chúng ta thấy có ba cái mạch nó hình thành, và chúng ta thấy đây là trường hợp thoát vị rốn. Vậy thì cái mà chúng ta muốn làm ở đây là cái cách hay nhất để mà thực hành 3D, đó là chúng ta phải tập luyện với siêu âm lẫn nhau. Đầu tiên chúng ta chọn cái khung để nhận hình ảnh, và sau đó đây là kết quả. Vậy thì nếu như các bạn cần phải luyện thì luyện cái phần dây nhau, và đặc biệt là
đặc biệt là siêu âm chủ yếu cái phần dây rốn gắn vào bào thai. Và ở đây trên là siêu âm màu Doppler, các bạn sẽ có thể thấy phần dây rốn gắn vào, và chúng ta cũng có thể đổi sang 2D. Nhưng mà đối với 2D thì rất là khó thấy, và đây là một cái dạng nút thắt rất là quan trọng. Bởi vì nó là hình số 8. Về xuất dữ liệu thì các bạn có thể dùng cái hệ thống của mình xuất dữ liệu ra máy tính, và từ đó chúng ta có thể áp dụng rất là nhiều các chế độ kết xuất khác nhau. Và nếu muốn, chúng ta cũng có thể in bằng cả máy in 3D. Nhưng mà dĩ nhiên là in như vậy thì nó rất là lâu, cho nên là trong thực hành lâm sàng hàng ngày chúng ta không có thể làm được, bởi vì nó tốn nhiều thời gian, nên là chúng ta có thể lưu lại các cái dữ liệu để dùng sau này. Vậy thì với cái bài giảng đầu tiên ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn siêu âm 3D nó giống như là một con dao thụy sĩ vậy đó, bởi vì nó có rất là nhiều công cụ, nhưng mà bây giờ thậm chí nó còn nhiều hơn là cả một con dao thu gọn, mà nó là cả một cái bộ công cụ. Vậy thì thực sự chúng ta rất phức tạp, chúng ta cần phải biết rõ là chúng ta sẽ dùng công cụ nào và công cụ này là gì, và chúng ta cố gắng dùng nó để làm mục đích gì. Và tôi xin cảm ơn quý vị chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.